tại Việt Nam ung thư vú là loại ung thư phổ biến hàng đầu ở nữ giới với tỷ lệ mắc mới chuẩn hóa theo tuổi vào năm 2013 là 24,4 trên 100.000 dân tức là đây là ước tính của Global Can, năm 2018 là 26,4 trên 100.000 dân trước đây khi mà chẩn đoán ung thư với nhiều người coi là cửa tử nhưng mà ngày nay các nước tiên tiến đều coi ung thư vú như một bệnh mãn tính sống chung với bệnh với ung thư vú nhiều chị em suy sụp mất tinh thần khi được chẩn đoán là ung thư nhưng mà Ngày nay với nhiều ứng dụng kỹ thuật mới mang lại hiệu quả điều trị cao như là với kỹ thuật FISH, phương pháp uh, align tại chỗ gắn hình quang hay là tỷ lệ uh, bộc lộ HER2 đến lên đến 20, 41% và tỷ lệ khuếch đại gen chiếm 39% là một dấu ấn quan trọng cho việc ứng dụng liệu pháp điều trị đích bằng kháng thể đơn dòng tratisumab và qua đó thì cải thiện ngoạn mục về tỷ lệ sống thêm cho bệnh nhân ung thư vú có thể là có thụ thể là hấp 2 dương tính và cụ thể là là tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 1 tới 3 năm là 87 cho tới 98%, kể cả ở các nhóm có di căn hạch tỷ lệ sống không bệnh sau 5 năm là trên 75%.